Phần chánh văn và giảng giải. Chương 1. Mở sáu nút. Kinh văn: A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tuy Như Lai đã dạy về hai nghĩa quyết định, nay xem trong thế gian những người muốn cởi nút, nếu không biết đầu nút ở đâu, thì con tin chắc là những người ấy không cởi được. Giảng giải. Nghe xong những điều Đức Phật đã giảng giải ở trên, A Nan lại có mối nghi khác. Thế nên A Nan lại có lý lẽ khác, muốn tìm đến chỗ nào không còn lý do để nghi nan nữa. Nên A Nan thưa hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tuy Như Lai đã dạy về hai nghĩa quyết định. Điều này nói về hai nghĩa quyết định. Một trường hợp là dùng tâm phan duyên, đối tượng của sinh diệt để tu tập, và một trường hợp là không dùng tâm phan duyên, đối tượng của sinh diệt để tu tập. Nay xem trong thế gian những người muốn cởi nút, nếu không biết đầu nút ở đâu, nếu họ không biết đầu mối của nút ở đâu, thì con tin chắc là những người ấy không cởi được. Do họ còn không xác định được đầu mối của nút, làm sao mà mở nút được? Kinh văn: Bạch Thế Tôn, con và hàng thanh văn hữu trong hội chúng này cũng như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được căn lành, nghe được Phật Pháp như vậy, tuy được gọi là hàng xuất gia, nhưng như người bị sốt rét cách nhật. Giảng giải. A Nan rất bộc trực, Ngài có tính an nhiên và ngây thơ như trẻ con, Ngài rất chất phát. Bạch Thế Tôn, con và hàng thanh văn hữu trong hội chúng này cũng như vậy. Quả vị thứ ba của hàng A-la-hán gọi là hữu học. Khi đạt đến quả vị thứ tư thì được gọi là vô học. Hàng thanh văn chúng con giống như những người đang cố gắng mở nút. Chúng con không biết đâu là đầu mối, phải gỡ từ chỗ nào. Thế Tôn đã nói rằng chúng con có thể vận dụng sáu căn, nhưng sẽ bắt đầu từ căn nào? Căn nào là khó mở nhất? Ngay bây giờ chúng con chưa hiểu được. Từ vô thủy đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã từng sinh ra và đã từng chết đi, tạo nghiệp này trong đời này, rồi nghiệp khác trong đời sau. Trong đời này, quý vị tin vào Phật Pháp, nhưng đời sau thì không tin nữa. Hoặc là trong đời này quý vị không tin Phật Pháp, nhưng đời sau lại tin. Hoặc là có thể quý vị tin vào Phật Pháp, nhưng không thực sự hiểu được một cách chân chính. Quý vị chao đảo và chỉ học đòi cho biết. Theo cách đó nên chúng ta không thể nào tách lìa khỏi vô minh. Nên nói rằng người ta bị ràng buộc bởi gia đình hoặc vợ con. Nhưng không chỉ như vậy, cái mà chúng ta bị ràng buộc chính là vô minh. Vô minh đối với quý vị cũng giống như bóng đi theo hình. Nó theo quý vị bất kỳ quý vị đi đâu. Nó không bao giờ rời quý vị dù trong chốc lát. Nó còn thân mật hơn cả những người vừa mới lập gia đình. Vô minh đi theo quý vị trong khi sinh ra và chết. Điều này là chứng cứ rõ ràng cho lý do tại sao vô minh đời đời không thể tách lìa với quý vị. Điều ấy không phải là khi người chồng chết, người vợ chết theo. Trong trường hợp ngoại lệ, điều này có thể xảy ra, nhưng đó không phải là quy luật. Chỉ có vô minh là chết theo và sẽ sinh lại cùng quý vị. Điều này thật sự là đi cùng lúc sống và lúc chết không lìa. Nó chiếm một nửa trong những gì gọi là của quý vị, giống như cái bóng đi theo hình. Và dĩ nhiên, quý vị có biết được rằng những gì liên quan đến chúng ta là vô minh chắc? Nếu quý vị biết được vô minh, thì đừng có thân mật với chúng nữa. Nếu quý vị chưa hiểu được vô minh, thì tốt nhất là hãy nhanh chóng tìm hiểu cho ra. Nếu quý vị hiểu được vô minh,
thì sẽ có vài hy vọng cho quý vị. Nếu quý vị không hiểu được vô minh, thì quý vị mãi mãi là kẻ phàm phu. Nếu quý vị hiểu được vô minh, thì quý vị đã được nửa đường đến bậc thánh. Nhưng quý vị phải thực sự hiểu rõ, đừng làm ra vẻ như hiểu mà chẳng hiểu gì, để mình như vừa có vô minh và chẳng có nó. Tuy được căn lành nghe được Phật Pháp như vậy, tuy được gọi là hàng xuất gia, thiên hướng học hỏi đa văn của chúng ta là một dạng của căn lành, nhưng tuy được gọi là người sống theo hạnh xuất gia, nhưng như người bị sốt rét cách nhật. Đặc điểm của căn bệnh này là nó biểu hiện cách nhau từng ngày một vào một thời gian nhất định trong ngày. Ví dụ này biểu tượng cho vô minh của A Nan. Ngày nay A Nan không còn vô minh nữa, đầu óc minh mẫn, không còn si mê nữa. Nhưng ngày mai thì vô minh lại trỗi dậy. Tôi tin rằng không chỉ A Nan mới gặp phải vấn đề này. Tôi đã thăm dò mọi người có mặt nơi đây, ai cũng có những vấn đề tương tự. Hôm nay quý vị phát Bồ Đề tâm và quyết định tu đạo, nên quý vị nhất tâm tu tập thiền định. Tôi chẳng để ý đến những gì xảy ra, bỏ qua tất cả. Nhưng rồi ngày mai quý vị chẳng thể nào bỏ qua nổi. Một lần nữa, quý vị lại nhặt lên lại những thứ mà ngày thường mình hay vướng mắc và chẳng thể nào bỏ đi được. Ngay cả khi quý vị muốn bỏ nó ra, quý vị cũng chẳng thể nào buông ra được. Quý vị thấy mình có đáng thương không? Đó là ý nghĩa của người bị sốt rét cách nhật. Thế nên, quý vị nên nhanh chóng tự tìm ra cách chữa trị căn bệnh này cho chính mình. Chữa cách nào? Uống thật nhiều nước trí huệ. Một khi đã có trí huệ, quý vị sẽ tự nhiên thấy xuyên suốt mọi sự và sẽ buông bỏ chúng. Khi buông bỏ được rồi, quý vị sẽ thấy thanh thản. Tại sao quý vị lại mắc phải căn bệnh này? Vì quý vị coi trọng thân thể mình quá, với sự hài lòng về thể chất và sung mãn tự nhiên, quý vị luôn luôn có một dự định nhân danh nó, nên quý vị không thể nào thấy được thông suốt và buông bỏ nó. Nhưng bất luận quý vị có sở hữu một thân thể đẹp đẽ cỡ nào, thì nó vẫn sẽ thối rữa ngay lúc nó chết. Chẳng còn ai muốn đến gần cả.